Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức. Kính thưa các cấp chính quyền địa phương, kính thưa quý đồng hương Phật tử, kính thưa các nhà hảo tâm mạnh thường quân tại Úc Châu cũng như tại Việt Nam và khắp nơi trên toàn thế giới. Hôm nay là ngày 25 tháng 7 năm 2016. Nơi đây là Nguyễn Văn Thời thuộc thành phố Cà Mau, niệm Phật đường Phước Điền. Chúng tôi đoàn từ thiện Phật giáo Úc Châu Quan Âm Thiền Tịnh đã đến ngày hôm nay để phát cho 100 phần quà cho hộ nghèo và 100 em học sinh ở tại địa phương này. Vậy giờ này chúng tôi chuẩn bị phát quà để tường trình cùng quý chư tôn đức, các nhà hảo tâm mạnh thường quân. Chương trình hôm nay chúng tôi sẽ thực hiện ở tại thành phố Cà Mau hai địa điểm nơi đây, và tại thành phố Cà Mau là 160 phần quà để chia sẻ tình thương, giúp đỡ cho những mảnh đời bất hạnh và những đồng bào, những học sinh nghèo, do tấm lòng hảo tâm, tấm lòng vàng của quý ân nhân, quý nhà hảo tâm từ Úc Châu và từ Việt Nam đã giúp đỡ ủng hộ cho hội từ thiện chúng tôi làm những việc này để giúp ích, soi dịu nỗi đau, mang lại sự yêu thương cho bà con, cô bác ở quê nhà. Mỗi năm hội từ thiện chúng tôi để trở về quê hương một lần, đặc biệt là ngày hôm qua 24 tháng 7 đã mổ mắt gồm mang lại ánh sáng cho gần 100 bệnh nhân ở tại Bệnh viện Phương Đông thuộc thành phố Sài Gòn. Và hôm nay chúng tôi về tại thành phố Cà Mau này. Trong thời gian 10 ngày, đoàn chúng tôi sẽ thực hiện đi quỹ lạo cứu trợ trong 8 tỉnh từ Cà Mau đến Đà Nẵng, do nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ, cúng dường của quý nhà hảo tâm và mạnh thường quân. Vậy giờ phút này chúng tôi xin thay mặt cho hội từ thiện Phật giáo Úc Châu Quan Âm Thiền Tịnh kính chúc cho tất cả những bà con ở nơi địa phương này thuộc thành phố Cà Mau đều được dồi dào sức khỏe, vạn sự cát tường, thân tâm an lạc, và kính chúc tất cả các nhà tài trợ mạnh thường quân ở khắp nơi trong và ngoài nước để hướng về quê hương Việt Nam và ủng hộ cho hội từ thiện Quan Âm Thiền Tịnh có nhân duyên, phước đức, căn lành và tài chánh để tiếp tục vận động trở về quê hương, giúp đỡ cho người già, khuyết tật, trẻ mồ côi và mang lại ánh sáng cho người Việt Nam. Kính chúc cho tất cả gia đình quý ân nhân đều được phước huệ tròn đầy, thân tâm thường lạc, làm ăn phát tài phát lộc, để giúp đỡ ủng hộ cho chúng tôi những kỳ tới làm những việc từ thiện xã hội này được thành công mỹ mãn. Nam mô chứng minh ở Úc Châu. Kính thưa quý vị lãnh đạo, đại biểu đại diện cho chi bộ ban nhân dân ấp Tân Tiến, ấp Lung Trường, cùng toàn thể quý bà con đang có mặt tại niệm Phật đường Phước Điền hôm nay, với tinh thần từ bi của đạo Phật và đem tình thương ban rải gieo rắc ở khắp muôn nơi để tạo thắng duyên lành, nhằm hướng đến cái công đức và phước báu trang nghiêm cho tự thân và hồi hướng đến thánh quả. Vì vậy nên hôm nay nơi niệm Phật đường Phước Điền, chúng con và chúng tôi cũng hân hoan được cung đón chư tôn Thiền Đức Tăng và phái đoàn Phật tử từ Úc Châu ở chùa Quan Âm Thiền Tịnh đã thân lâm nơi niệm Phật đường Phước Điền. Và đồng thời qua sự thăm viếng này,
Chư Tôn Đức cùng quý vị Phật tử Mạnh Thường Quân cũng có những phần quà để chia sẻ sự khó khăn của quý bà con thuộc diện hộ nghèo của hai xã Phong Lạc và xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời, cũng như các em thuộc các hộ gia đình của hai xã. Vì vậy nên hôm nay vào ngày 25 tháng 7 năm 2016, nơi niệm Phật đường Phước Điền Long Trọng tổ chức buổi thăm viếng và tặng quà chia sẻ tình thương của Chư Tôn Đức và Phật tử Mạnh Thừa Quân, thành viên Hội Từ Thiện Quan Âm Thiện Tình Úc Châu đã thân lâm để gửi tặng quý bà con. Trước hết, chúng con xin được thành kính cung đón và cung kính giới thiệu sự quan lâm của Thượng Tòa Thích Đức Tánh, trụ trì Chùa Quan Âm Thiền Tịnh Úc Châu, xin trân cung kính giới thiệu. Và chúng tôi cũng trân trọng đón tiếp và giới thiệu quý phái đoàn Phật tử từ Úc Châu cùng thắp tùng với Thượng Tòa Thích Đức Tánh trở về Việt Nam thăm quê hương và chia sẻ những phần quà hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu chung. Vâng, xin được cảm ơn. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tòa và xin mời quý vị hoan hỷ an tòa. Và hôm nay đón tiếp phái đoàn cùng với niệm Phật đường Phước Điền, chúng tôi cũng xin được trân trọng đón tiếp và giới thiệu chỗ anh Dũng là bí thư chi bộ ấp Tân Tiến của xã Phong Điền, cũng đã đón tiếp phái đoàn hôm nay. Đón tiếp phái đoàn hôm nay cũng có anh Đoàn Bằng, anh Bằng là cũng bí thư chi bộ ấp Lung Trường của xã Phong Lạc, cũng đón tiếp phái đoàn hôm nay. Xin trân trọng kính giới thiệu cho phái đoàn. Và hôm nay tham dự hôm nay có phái đoàn cũng có quý vị Phật tử từ thành phố Cà Mau, huyện Thái Bình và quý bà con nhân dân của hai xã Phong Lạc, Phong Điền, các em học sinh của hai xã cũng đã đến để đón nhận những phần quà của Hội Từ Thiện Quan Âm Thiện Tịnh Úc Châu gửi tặng hôm nay. Xin được trân trọng đón tiếp và giới thiệu chung. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và giờ này trước khi đi vào và chính thức nội dung của cái chương trình tặng quà và chia sẻ tình thương hôm nay, chúng con xin được kính cung thỉnh Thượng Tòa Thích Đức Tánh, Hội trưởng và Hội Từ Thiện Quan Âm Thiện Tịnh, trưởng phái đoàn của Hội đã cùng với vị Phật tử thay mặt cho Hội có đôi lời phát biểu gửi gắm đến quý bà con chia sẻ hôm nay. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tòa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa các cấp chính quyền địa phương, kính thưa quý đồng hương Phật tử, bà con ở tại huyện Trần Văn Thời thuộc thành phố Cà Mau. Hôm nay là ngày 25 tháng 7 năm 2016. Chúng tôi thay mặt Hội Từ Thiện Phật Giáo Úc Châu Quan Âm Thiền Tịnh thuộc thành phố Sydney, Úc Đại Lợi trở về quê hương Việt Nam hàng năm một chuyến để làm từ thiện, giúp đỡ, chia sẻ tình thương với tất cả bà con, những hộ nghèo, những người già neo đơn, người khuyết tật, trẻ mồ côi, và đặc biệt là mang lại ánh sáng cho những người mù bị mắc cườm ở Việt Nam, trong các tỉnh ở miền Nam Bộ. Vừa qua, ngày hôm qua chúng tôi đã thực hiện giúp đỡ và tài trợ cho 83 ca mổ ở tại Bệnh viện Phương Đông thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay là chúng tôi đến tại thành phố Cà Mau để chia sẻ tình thương hai địa điểm là 160 phần quà. Tiếp theo là chúng tôi sẽ đi về Sóc Trăng, Vĩnh Long, Bến Tre, Châu Đốc, Rạch Giá, rồi Đà Nẵng. Đó là cái cuộc hành trình và lộ trình của chuyến đi năm nay. Vậy thì lời đầu tiên chúng tôi xin chân thành tri ân cảm tạ công đức của Ban Trị sự Phật giáo ở tại huyện Trần Văn Thời, thành phố Cà Mau, quý Chư Tôn Đức, và xin chân thành cảm tạ các cấp chính quyền địa phương đã dành sự dễ dàng tiếp đón, giúp đỡ
cho Hội Từ Thiện Phật Giáo Úc Châu Quan Âm Trường Tịnh có phương tiện đi đến nơi vùng sâu vùng xa để chia sẻ giúp đỡ cho bà con. Đây là tấm lòng vàng của tất cả những Việt Kiều ở Úc Châu cùng nhau đóng góp giúp đỡ cho chúng tôi để mang những phần quà này về trao tận tay cho các vị. Về trước khi dứt lời, chúng tôi xin chân thành cảm niệm công đức kính chúc cho tất cả quý bà con có mặt hôm nay đều được sức khỏe dồi dào, thân tâm thường an lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua là lời chia sẻ cũng như lời gửi gắm của Thượng Tọa Thích Đức Tánh, Hội trưởng và trụ trì Chùa Quan Âm Thiền Tịnh Úc Châu, trưởng phái đoàn Phật tử, hướng dẫn Phật tử về đến nơi huyện Trần Văn Thời của tỉnh Cà Mau hôm nay. Kính bạch trên Thượng Tọa, cũng kính thưa toàn thể quý vị Phật tử cùng đi trong đoàn. Giờ này Nhuận Trí cũng xin mạn phép xin thay mặt cho lãnh đạo chi bộ ban nhân dân hai ấp Tân Tiến của xã Phong Điền và ấp Lung Trường của xã Phong Lạc, cũng như thay mặt cho tất cả quý bà con, quý học sinh tham dự hôm nay, cũng có đôi lời tri ân đến Chư Tôn Đức. Kính bạch trên Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị, với tấm lòng từ bi vô ngã vị tha, với tấm lòng gieo trao dồi, với tinh thần bố thí mà quý vị Phật tử đã học từ giáo lý nhà Phật, và ngày hôm nay đủ nhân duyên lành, quý vị đã Chư Tôn Đức cùng quý vị đã đến với đạo tràng Phước Điền hôm nay. Trước sự thân lâm này, mặc dù đò sông cắt trở, đường đi thì từ thành phố Hồ Chí Minh về tới đất Cà Mau cũng trên 400 km, xong rồi phải đi qua những con đò mà nửa đêm như vậy để đến với nơi địa phương, nơi bổn tự Phước Điền hôm nay để gửi tặng những phần quà, chia sẻ sự khó khăn của bà con thuộc diện hộ nghèo, của các em học sinh đang vào mùa đi học. Với những cái tấm lòng này, đối với cá nhân chúng con thật sự là một món quà vô giá đối với cá nhân chúng con, tại vì ở địa phương vùng sâu vùng xa này, xin thưa với Chư Tôn Đức và Tôn Sư thưa quý vị, ở tại địa phương này một năm mà chúng con được đón cái đoàn như thế này, xin thưa không có quá một tới hai lần. Vì vậy nên đối với sự tiếp đón của đệ tử Phật tử môn hạ chúng con, nói có phái đoàn về thăm và gửi tặng quà chia sẻ tình thương là tấm lòng nhiệt tình trợ duyên của Phật tử chúng con, đệ tử Phật tử môn hạ chúng con muốn lo tiếp đón với phái đoàn, thực sự là một tấm lòng quý vị cảm giác như nao nức và có thể gửi muốn lúc nào cũng muốn mở rộng tấm lòng tình thương để đón tiếp quý Chư Tôn Đức và quý vị trở về. Vì vậy nên với sự chia sẻ này để gửi tặng cho quý bà con, đó là một cái tinh thần, một cái món quà vô giá đối với cá nhân chúng con cũng như đệ tử Phật tử môn hạ Phước Điền của chúng con mà hôm nay chúng con được tiếp nhận. Và chúng con cũng xin không biết ra nói gì hơn, xin thay mặt cho đại diện lãnh đạo các ấp cũng như thay mặt cho tất cả quý bà con, quý em học sinh nhận quà chia sẻ hôm nay, xin được bái tạ thăm ơn Chư Tô trên Thượng Tọa Thích Đức Tánh, trụ trì Chùa Quan Âm Thiền Tịnh Úc Châu, Hội trưởng Hội Từ Thiện Quan Âm Thiền Tịnh Phật Giáo Úc Châu và toàn thể nam nữ Phật tử là thành viên của Hội Từ Thiện đã kính chúc trên Chư Tôn Đức và toàn thể quý vị được vô lượng an lạc và vô lượng kiết tường, mọi sở cầu sở nguyện luôn được tùy tâm như ý nguyện. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thành kính bái tạ. Và giờ này chúng con cũng không biết nói gì hơn, buổi chia sẻ đã được thập phần viên mãn, chúng con xin kính mời Chư Tôn Đức và xin mời quý vị hoan hỷ khởi thân đứng lên cùng chuẩn bị cho chúng ta sẽ chia sẻ những phần quà. Trước hết chúng tôi xin được thông báo đến quý bà con của ấp Tân Tiến, giờ này quý vị cũng hoan hỷ sắp một hàng ở bên này và sau đó chúng ta sẽ nhận quà từ đây một hàng thẳng và đi ra, là đi ra về hướng bên đó là đi ra ngoài luôn, là nó sẽ thuận tiện trong cái việc phát quà.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa các cấp chính quyền địa phương, kính thưa các đồng hương Phật tử và các nhà hảo tâm mạnh thường quân ở tại Úc cũng như tại Việt Nam và khắp nơi trên toàn thế giới. Hôm nay là ngày 25 tháng 7 năm 2016. Nơi đây là thành phố Cà Mau và gia đình của anh Trần Văn Khối và anh của cô Thi ở tại Úc Châu đã tài trợ ủng hộ cái cuộc quỹ lạo từ thiện hôm nay. Chúng tôi thay mặt đại diện cho Hội Từ Thiện Quan Âm Thiền Tịnh Úc Châu đến đây để chia sẻ tình thương giúp đỡ cho một số người khuyết tật, sắc độc màu da cam, những người nơi đây rất là đáng thương. Chúng tôi sẽ lần lượt để phát quà ủng hộ giúp đỡ cho tất cả những đồng bào, những mảnh đời bất hạnh, soi dịu nỗi đau cho những bà con gặp khó khăn. Và xin cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo chư Phật gia hộ cho tất cả quý đồng hương, quý Phật tử, các nhà hảo tâm mạnh thường quân và gia đình anh em anh Trần Văn Khối đều được vạn sự cát tường như ý, thân tâm an lạc, sức khỏe dồi dào và làm ăn phát tài phát lộc, để sau này trợ duyên giúp đỡ cho Hội Từ Thiện chúng tôi sẽ tiếp tục làm công việc từ thiện cứu khổ ban vui, soi dịu nỗi đau cho những người già, khuyết tật, trẻ mồ côi và những mảnh đời bất hạnh tại quê nhà. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi xin cho chàng pháo tay. Rồi. Anh Khối đâu rồi anh Khối? Kính thưa đại diện chính quyền của khóm 5, phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Hôm nay cái đoàn từ thiện bên Úc Châu có đến để phát quà cho cái tỉnh Cà Mau chúng ta, mà cái tỉnh này đó là cái tỉnh cuối cùng của Tổ quốc Việt Nam, mà cũng là lần đầu tiên của thầy Thích Đức Tánh là đến đây để là một là thăm viếng biết được quê hương cuối cùng của Tổ quốc, cái thứ hai thì đó cũng là nhân được chút ít nào để là gây quỹ từ thiện giúp đỡ cho những người nghèo cơ nhỡ và nhất là những mảnh đời là cơ nhỡ rồi khó khăn, bệnh tật và những người chất độc màu da cam. Hôm nay đến đây thì tiện dịp này thì anh em chúng tôi thì cũng như là tôi là Trần Nhân Khối thì biết rồi, với cô Trần Thi Trần đó thì cũng có một phần để kết hợp với thầy và đoàn ở bên Úc Châu để là một chút đỉnh nào gọi là chia sẻ một tình thương yêu vô tận đối với anh em và đoàn, đối với cô bác bà con ở tại cái Cà Mau nói chung và riêng của cái khóm 5 của phường 8 nói riêng. Thì để đáp lại một cái công ơn đó, rồi đó là cái tình cảm đó, thì tuy rằng là một món quà nó chưa phải gì, nhưng nhân dịp ngày báo hiếu cho cha cho mẹ là tháng 7 sắp tới, thì chúng con trước nhất đối với thầy với là đại diện cho đoàn và anh em chúng con đó là sẽ là lấy những nhân nhượng lại những phần quà là thương yêu nhất để gửi đến bà con nghèo và là những mảnh đời là bất hạnh của cái phường 8 rồi cái khóm 5 và đó là bà con khắp nơi ở một cái đất nước cuối trời của Tổ quốc. Thì cuối cùng sở dĩ có một cái cuộc hôm nay thì trước nhất là tôi cũng đại diện cho đoàn và đó là gia đình của tôi cũng rất mang ơn là chính quyền của địa phương, chính quyền của địa phương khóm 5 và phường 8 thành phố Cà Mau tạo mọi điều kiện cho chúng tôi đã tổ chức một cái buổi để phát quà gọi là chia sẻ tình thương giới tính làm người. Thì cuối cùng đó là đại diện cho gia đình và đoàn sau khi đó mong ông bà cô bác niệm tin trong cái thực hiện có đôi khi cũng còn sai sót và phần quà cũng là gọi là và cũng
cảm ơn và về và chúc cho cô bác đó là đầy đủ sức khỏe, chúc cho chính quyền đó thật vui vẻ là trong cái để là phục vụ cho đất nước, rồi đó là bà con, rồi xóm cũng rất nhiều lần và càng ngày càng sớm hơn thì cũng chúc cho bà con đó là sau khi phần quà đơn giản này về rồi là sẽ là khỏe, vui vẻ, rồi bệnh tật sẽ trôi đi, rồi đem lại cái hạnh phúc cho gia đình, cho toàn thể những người bất hạnh. Tôi có bao nhiêu? Thưa quý đồng bào, tại Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa các cấp chính quyền địa phương, kính thưa quý đồng hương, quý Phật tử ở tại Úc Châu như tại Việt Nam và khắp nơi trên toàn thế giới. Đây là một cái vali, món quà này là của cô Thiên Trần, em của anh Trần Quốc Hối, định cư ở tại Úc Châu, có gửi sang cho chúng tôi để mang về đây và giúp đỡ cho đồng bào ở tại thành phố Cà Mau. Trong này nó gồm có 60 phần quà, trong đó nó có gạo, có mì, nước tương, đường, dầu và dầu xanh, thuốc Panamat, thuốc cảm và thuốc trị gan. Cho nên đây là một cái tấm lòng vàng của cô Thiên Trần đã có lòng hướng về quê hương Việt Nam, đặc biệt là ở thành phố Cà Mau. Nên chúng tôi sẽ làm tròn cái bổn phận và trách nhiệm để cho các Phật tử, để cho gia đình nơi đây có một cái tinh thần, có một niềm tin. Và tất cả bà con ở thành phố Cà Mau này cũng sẽ có một cái món quà nho nhỏ của các đồng hương Phật tử. Và nói riêng là gia đình anh em của anh Trần Quang Khối sẽ giúp đỡ, chia sẻ cho bà con. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi. Mà bây giờ tôi để có một cái lời cảm tạ thì ta tôi cũng có gắn này ha. Rồi. Alo. Rồi cứ nói đi. Để tôi cầm cho ông hai cái nha. Chưa bà bệnh nó nằm. Tôi xin kính chúc. Hôm nay là tại nhà của anh Trần Văn Khối thì tôi xin kính chúc là thầy thích đức tánh Hội Quan Âm Thiền Tịnh Úc Châu, các quý vị trong đoàn từ thiện, các ban ngành chánh quyền địa phương, đoàn thể quý vị có mặt hôm nay dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, gia đình vui tươi hạnh phúc. Cũng rất chân thành cảm ơn đoàn đến đây để là giúp đỡ cho cô bác là gặp khó khăn nghèo, với gia đình đó là cũng xóa được đói giảm nghèo, thì tôi xin kính chào quý đoàn thể. Rồi. cho phải theo phát tay này. Rồi anh Khối cảm tạ đi. Đại diện thân cảm tạ đồng hương Phật tử ở Úc Châu đi. Kính thưa quý chính quyền sở tại và bà con cô bác, rồi
Chúng tôi cũng rất hân hạnh, anh em chúng tôi và gia đình chúng tôi sẽ tiếp đón được đoàn từ Úc Châu qua đến cái mũi đất cuối cùng này để là làm công tác từ thiện. Đến thì cũng hoan hỷ đến gia đình chúng tôi, rồi cũng góp phần với chúng tôi để là góp sức, góp công để là gỡ được một phần nào trong những cái mảnh đời quốc bất hạnh, và đồng thời cô bác rất là già yếu hoặc là thiếu thốn. Thì không có gì hơn, thì tôi sẽ đại diện cho chính quyền và em tôi đó, và anh em chúng tôi đã xin kính chúc. Trước nhất là kính chúc cho quý chính quyền ở sở tại, cái thứ hai thì kính chúc cho đoàn Phật giáo Quan Âm Thiền Tịnh Úc Châu, mà do đó là đại sư Thích Đức Tánh là trưởng đoàn đã đến để hạ cố đến gia đình chúng tôi. Làm tôi cũng thay mặt luôn bà con, đây là cũng cái niềm danh dự, đây là cũng cái niềm đó là vui sướng nhất và cũng là mừng nhất cho cái khóm năm chúng tôi và gia đình chúng tôi. Xin lễ phép kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa các cấp chính quyền địa phương, kính thưa quý đồng hương Phật tử, quý nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân ở tại Úc Châu, tại Việt Nam và khắp nơi đã hỗ trợ cúng dường ủng hộ cho hội từ thiện Quan Âm Thiền Tịnh của chúng tôi đến thành phố Cà Mau phát quà 160 phần quà tại thành phố Cà Mau. Vậy giờ này đã được hoàn mãn, tiếp tục là chúng tôi sẽ giúp đỡ cho những cái trẻ em bị chất độc màu da cam nơi đây. Thì chúng tôi sẽ đặc biệt mỗi người Phật tử sẽ ủng hộ riêng. Thì xin chân thành cảm niệm công đức tất cả quý ân nhân, quý nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho chuyến đi từ thiện này được thành công mỹ mãn. Và xin kính chúc cho tất cả gia đình, bà con ở quê nhà được vạn sự cát tường, thân tâm an lạc. Và những bà con định cư ở tại nước Úc cũng được làm ăn phát tài phát lộc để ủng hộ cho chúng tôi trong những chuyến đi kỳ tới được thành tựu viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi. Được rồi. Sao không để là cái bên đây luôn hay thầy? Cái bên cái xe này nha. Con ra cầm cái giấy này luôn. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý chánh quyền địa phương, kính thưa quý đồng hương Phật tử, các nhà tài trợ ở tại Úc Châu. Giờ này là chúng tôi sẽ giải quyết giúp đỡ cho 10 bệnh nhân bị khuyết tật đặc biệt ngồi xe lăn. Đây là những chiếc xe lăn này do cô Thi Trần định cư ở tại Úc Đại Lợi, Australia đã hiến tặng. Xin quý vị cho chàng pháo tay. Như vậy là Phật. Trong đoàn có 7 vị cùng về Việt Nam để giúp đỡ cho bà con nghèo gặp khó khăn trong 8 tỉnh từ Cà Mau cho đến Đà Nẵng, là chúng tôi sẽ giúp đỡ chia sẻ do tấm lòng hảo tâm của các bà con ở tại nước Úc. Và những cái mền này cũng của cô Thi Trần đã tài trợ phát tâm ủng hộ. Chỉ có hai người ngồi xe lăn thì những Phật tử và những đồng bào ở nước Úc luôn luôn lúc nào cũng hướng về quê hương Việt Nam, nhờ chúng tôi đến tận tay tận địa phương để thăm viếng và chia sẻ. Thì đây là một cái nghĩa cử cao đẹp của bà con ở hải ngoại, uống nước nhớ nguồn, thể hiện tinh thần người Việt tha hương. Cho nên mỗi năm chúng tôi đều có vận động tổ chức để gây quỹ để trở về Việt Nam một lần, đặc biệt là đi về miền Tây Nam Bộ. Và đặc biệt là mỗi năm đều mổ mắt cùm cho khoảng 100 bệnh nhân người bị mắt cùm. Cho nên giờ phút này cũng là chúng tôi xin đại diện thay mặt cho quý Phật tử ở tại Úc Châu xin kính chúc cho các chính quyền địa phương
đều được dẫn sự Cát Tường, Thanh Tâm An Lạc và tất cả các đồng hương Phật tử, bà con ở thành phố Cà Mau này cũng được dồi dào sức khỏe, được làm ăn phát tài phát lộc, để sau này chúng ta giúp đỡ cho quê hương, cho tổ quốc, cho đồng bào, cho xã hội. Và riêng chúng tôi cũng sẽ vận động mỗi năm để trở về quê hương Việt Nam này, chia sẻ giúp đỡ cho bà con để xoa dịu nỗi đau cho những mảnh đời bất hạnh ở tại quê nhà, ở dưới đạo Phật. Rồi, vô chàng báo tay. Rồi. Rồi anh Khối, anh nói vậy. Kính thưa quý chính quyền và ở tại khóm 5 của phường 8 thành phố Cà Mau, thì hôm nay cái chương trình từ thiện, chương trình từ thiện của đoàn và gia đình chúng tôi thì tới đây cũng chưa được, cũng là tương đối mỹ mãn, nhưng mà đặc biệt con cái đó là chúng tôi còn thêm cái chương trình đó là tiếp hơi thở cho những mảnh đời bất hạnh. Thì hôm nay đó là riêng của cô Thi Trần đó, có tặng riêng cho hai cổ xe, cho hai người khuyết tật và hai cái mền, để là làm cái quà và cũng một an ủi phần nào trong lúc đó là đau đớn và bệnh hoạn và khó khăn trong cuộc sống. Thì tôi cũng nhờ sự giúp sức và cũng góp phần của đoàn và chính quyền địa phương, thì nói chung là tôi cũng thay mặt cho gia đình và thay mặt cho những người đó là khuyết tật sẽ cảm ơn và chúc, trước nhất là chúc thầy Thích Đức Tánh đó, là đại diện cho cái chùa từ thiện Thiền Tịnh ở Úc Châu đó, là được viên mãn và đồng thời được khỏe mạnh và là sống lâu, rồi để làm một cái hơi thở cho bà con của người Việt Nam chúng ta. Hết. Phật tử nào ở Úc mà muốn lì xì muốn tặng cho bà con thì cứ ra. Đây là nhà những người thân của gia đình anh Trần Văn Khối và người thân của công ty Trần ở tại Úc Châu cũng gặp khó khăn. Cho chúng tôi xin giúp đỡ cho thân gia đình của anh Trần Văn Khối. Nói chung là cái đoàn của Úc Châu của chúng ta thì này nó là người nào cũng quá đẹp rồi. Thành ra gia đình chúng tôi không có gì làm ơn đó là gia đình đã phải cái cảm ơn đó cái người được. Thì bắt đầu đó là gia đình chúng tôi đã tặng cho thầy một món quà để làm kỷ niệm của gia đình và ở Việt Nam. Rồi. Bán ra luôn. Sáng còn bà cụ quan âm tiền tặng của Châu sẽ đóng góp chương trình nhân đại của xuân cho bà con tại thành phố Cà Mau. Bạn xin giới thiệu là con hát ca hát bài trong một lần hát bụi cho chàng pháo tay. Cái này vô con nói. Cha đơn, cha đơn chút. Ông muốn làm một cách không? Vô rồi. Không biết mà. Vô không? Vô. Sống trên đời này Trời ơi.
cũng có nhiều mảnh đời mất
Yeah.
trăng cũng dường trường hạ cứ tăng trải mùi thân bài phát hòa đồng tăng quỷ lào cứu giúp chân phần cho dân buổi chiều đi xuống tới tre quán ăn thiền tình chuyến xe đổ đời thăm tám trở lên cái dầu người nghèo tu thì nơi đâu cũng mình cầm kinh qua đến dòng thiền phát quà giúp gạo bữa thiền giảm ba mươi ra hơi miền trung nghe nàng ca chết Bye.
thiên ca tất cả cha thân quê thăng căn ba quê phật bất đòa địa ngộ quê phan bất đỏ nà huy quê thăng bất đỏ thiên thân chúng chánh nhung tạo ca dẫn thì điều do vô thể tham sân si từ thân miệng hôm nay chúng sanh tại miền chúng sanh nói tại vì bà đưa nguyện chúng sanh thay theo trọn cả pháp hồng vô thượng tại vì bà đưa nguyện chúng sanh thâu rõ kinh tạng trí huệ như biển tại vì tăng quay cái lòng lại ngược lại quay ra đây nó bay à.
Em đem lòng thành kính gọi theo đám mây ương, phương phân khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo. Thề trọn đời giữ đạo theo thử thánh làm lành cùng pháp giới chung sanh. Cầu Phật từ gia hộ tâm Bồ Đề kiên cố xa bề khổ nguồn mê, trong quay về bờ giác. Giới hương định hương giữ huệ hương giải thoát chi thiên hương. Quang minh văn đài biển tham giới cúng dường Tam Bảo khắp mười phương. Hôm nay là ngày 25 tháng 7 năm 2016 nơi đây, thành phố Cà Mau. Chúng tôi thì kheo Thích Đức Tánh và đoàn từ thiện Quan Âm Thiền Tịnh Úc Châu trở về thành phố Cà Mau, Việt Nam để từ thiện giúp đỡ cho những mảnh đời bất hạnh tại quê nhà. Và đến nơi phần mộ của ông Trần Văn Đống, sinh năm 1902, tự trần ngày 19 tháng 2 năm 1968, nhằm ngày 22 tháng 1, mậu thân hưởng thọ 68 tuổi. Và cầu siêu cho bà Nguyễn Kim Hoàng, sinh năm 1918, từ trần ngày 3 tháng 3 năm 1960, nhằm ngày 6 tháng 2 Canh Tý hưởng dương 42 tuổi. Và xin cầu siêu cho bà Đào Thị Bạch, sinh năm 1904, từ trần ngày 22 tháng 9 năm 1940, nhằm ngày 21 tháng 8 năm Canh Thìn hưởng dương 36 tuổi. Cầu nguyện ơn trên Đức Phật từ bi phóng quang tiếp độ hộ trì cho ba hương linh được con chốn mê đồ vãng sanh về miền cực lạc, và ủng hộ cho gia đình ông anh em ông Trần Văn Khôi và cô Thi Trần ở tại Úc Châu đều được dạng trừ các tường thân tâm an lạc, tai qua nạn khỏi thật bệnh tiêu trừ, phước huệ tròn đầy thân tâm thường lạc. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Cái kinh cái vội vội không trên pháp tầm sâu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe đặng chuyên trì niệm, nguyện giải Như Lai nghĩa nhiệm màu. Kinh cầu siêu Nam Mô Phật Tổ Thích Ca Tây Phương Giáo Chủ Di Đà chứng minh. Quan Âm Thế Chí Hoài Linh Phổ Hiền Địa Tạng Tân Tình chứng chi. Nhờ ân Phật lực từ bi, chứng lòng đệ tử đông thì nguyện ra. Cầu cho kẻ than chiếu qua, sanh về phần quốc ngự tòa Bảo Châu. Hưởng mong phần pháp cao sâu, độ người thoát khỏi khổ sầu nghiệp vương. Sang qua cảnh Phật miên trường, chẳng còn đau khổ sáu đường thế gian. Dứt lìa mối nợ trái quan, hưởng thụ thanh nhàn cõi thọ vĩnh miên. Lòng thành nguyện đến Phật tiên, độ rỗi cụ quyền thất tổ siêu thân. Lục thân quyến thuộc đồng bằng, vãng sanh tịnh độ siêu thân liên đài. Vào trong cụ phẩm cao ngay, hưởng phần khoái lạc đêm ngày thảnh thơi. Các con cung kính đồng thời, cầu xin Tam Bảo chứng nơi lòng thành.
nguyện cho tất cả chúng sanh nam siêu dương thới cõi thanh vừa kề, người người đắc giác lìa mê, sớm gieo hạt giống bồ đề vào tâm. Nam mô cầu siêu lạc độ Bồ Tát. Nam mô cầu siêu lạc độ Bồ Tát. Nam mô cầu siêu lạc độ Bồ Tát. Tự quy Phật đương nguyện chúng sanh thể theo đạo cả phát lòng vô thường. Tự quy pháp sinh nguyện hướng linh thâu rõ kinh tạng trí huệ như biển. Tự quy tăng sinh nguyện hướng linh hiệp chúng đồng tình chẳng hề trở ngại. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Phục quyền kính lại Tam Bảo chứng minh quay Phật hộ niệm Bồ Tát Tinh Văn Phạm Vương Đề Thích Tư Thiên Vương Trung Thiên Long Bắc Bồ Hộ Pháp Thần Vương chứng minh thị từ gia hộ tiếp hộ độ hương linh cho ông Trần Văn Đông sinh năm 1902 từ Trần ngày 19 tháng 2 năm 1968 nhằm ngày 22 tháng 1 năm Mậu Thân hưởng thọ 66 tuổi cùng bà Nguyễn Kim Hoàng sinh năm 1918 từ Trần ngày 3 tháng 3 năm 1960 nhằm ngày mùng 6 tháng 2 Thanh Tý hưởng dương 42 tuổi. Và đồng thời cầu siêu cho bà Đào Thị Bảnh sinh năm 1904 từ Trần ngày 22 tháng 9 năm 1940 nhằm ngày 21 tháng 8 năm Canh Thìn hưởng dương 36 tuổi. Cầu hồng ân Tam Bảo chư Phật mười phương từ bi phóng quang tiếp độ hộ trì cho ba vị hương linh đều được tốt sở mê đồ tốt vãng sanh về miền cực lạc và hộ trì cho tất cả con cháu hiện thiền, gia đình anh em ông Trần Văn Khối và cô Thi Trần hiện cư ngụ tại Sydney, Úc Đại Lợi được tai qua nạn khỏi tật bệnh tiêu trừ bước huệ tròn đầy thân tâm thường lạc và làm ăn phát tài phát lộc để trợ duyên ủng hộ từ thiện cứu giúp cho bà con ở quê nhà người già khuyết tật. Kính thưa thầy, xin đức tánh trưởng đoàn của hội từ thiện Phật giáo Sydney Úc Châu đó là ở chùa đó là Quan Âm Thiền Tịnh đến đây để cầu siêu cho cha mẹ chúng tôi. Cầu siêu cho cha mẹ chúng tôi đó là sống siêu thoát rồi đem lại cái ông phù hộ cho con càng ngày càng là mạnh khỏe cho chúng mình thì cái công đức nó không thấy gì cả. Tôi đại diện cho Thi Trần và anh em chúng tôi và cả gia đình đó là báo đáp lại công ơn và chúc cho quý đoàn và thầy đức Thích Đức Tánh đó là mạnh khỏe và an khang thịnh vượng.
cũng nguyện lòng đơn thầy con gần đây dương thăm của ông tuổi văn thăm sinh năm 1900 về từ ngày 25 tháng 3 năm 1976 hiện khoảng 72 tuổi. Bà cụ của bà Lâm Thị Hai sinh năm 1911 từ ngày 28 tháng 2 năm 1999 nhằm ngày 13 tháng 1 năm Kỷ Mão. Hướng thọ 88 tuổi, hai con hai cái ngôi đồng một mộ. Cầu những đám mô đầy vô được là thế giới đại từ nhỏ đi. Tiếp dẫn Nga Linh, ông Bùi Văn Thanh, bà Lâm Thị Mai được theo thuốc chống mê đồ ánh thân về miền cực lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi. Tiếp dẫn Linh ông Bùi Văn Thanh và Lâm Thị Mai được thuốc chống mê đồ ánh thân về miền cực lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi. Tiếp dẫn Linh của ông Bùi Văn Thanh của bà Lâm Thị Hai đều được thoát cho mê đòi bản thân về miền cực lạc. Nguyện đem tâm đến này hướng về không tăng cả để tử và chúng sanh đều có thần Phật đạo. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi. Tiếp dẫn Linh bà Địa Vũ Nhân Hoàng sinh năm 1952 từ đồng ngày 9/2 năm 1953 hướng dương 31 tuổi được thoát trong mê đồ bản tâm về cực lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi. Tiếp dẫn Linh bà Địa Ngọt bản tâm về tây tịnh độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi. Tiếp dẫn Hương Linh bà Mười Chữ Phật tập trung mê đồ bản thân về miền cực lạc. Nguyện đem công đức này hướng về tâm thân cảm để tử và hướng tâm ra đường cõi.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, đây là cái mảnh đất của cô Diệu Hạnh hướng để làm một cái nơi làm cơ sở từ thiện để giúp ích cho những mảnh đời bất hạnh sau này. Vậy chúng tôi đến đây để xem nếu mà tôi được duyên thì sao làm để phải thực hiện, và tôi muốn phát tâm để làm một cái nơi thờ phượng Tam Bảo, thờ phượng tổ tiên, và một nơi để làm từ thiện để giúp những người cơ nhỡ, những người già neo đơn, người khuyết tật, trẻ mồ côi. Thì chúng tôi đến đây để tham quan và xem qua. Nếu có đủ duyên thì sau này chúng tôi sẽ thực hiện. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch chư tôn đức, kính thưa các cấp chính quyền địa phương, kính thưa chủ tịch hội người mù ở tại thành phố Sóc Trăng. Hôm nay là ngày 26 tháng 7 năm 2016, đoàn từ thiện Phật giáo Úc Châu Quan Âm Thiền Tịnh và phối hợp cùng đoàn từ thiện ở tỉnh An Giang đã đến nơi thành phố Sóc Trăng này tại hội người mù lần thứ hai. Chúng tôi nhờ các nhà hảo tâm, nhà mạnh thường quân ở tại Úc cũng như tại Việt Nam đã tài trợ
giúp đỡ một số tịnh tài, tịnh vật để chúng tôi mang trở về đây giúp đỡ, chia sẻ tình thương cho tất cả bà con, tất cả những người khuyết tật ở tại thành phố Sóc Trăng này. Để trước khi dứt lời, chúng tôi xin cầu nguyện Hồng Quang Tam Bảo, chư Phật mười phương gia hộ cho tất cả các nhà hảo tâm mạnh thường quân ở tại Úc, tại Việt Nam cũng như khắp nơi trên toàn thế giới đều được vạn sự cát tường, thân tâm an lạc. Và kính chúc tất cả quý Phật tử trong đoàn, hai đoàn chúng ta đến đây, gia đình cũng được mọi sự bình an, vui vẻ, hạnh phúc. Và xin kính chúc cho tất cả những vị trong hội người mù nơi đây cũng đều được dồi dào sức khỏe và luôn luôn an lạc, luôn luôn có một niềm tin và để lo an dưỡng. Nơi đây chúng tôi sẽ tiếp tục vận động trong những thời gian tới, sẽ giúp đỡ cho tất cả những bà con ở tại hội người mù này được vui vẻ và có một cuộc sống tốt đẹp hơn. A Di Đà Phật. Xin cho chàng vậy. Rồi tiếp tục xin giới thiệu anh chủ tịch hội người mù ở tại thành phố Sóc Trăng, xin có đôi lời cảm tưởng hôm nay. Dạ, con xin con xin cảm ơn thầy Đức Tánh đại diện cho hội từ thiện Đức Châu Úc Châu về đây để trước hết thì cũng thăm các anh các chị, hay thì cũng có một cái phần quà gửi cho các anh các chị. Thì con cũng thay mặt cho các anh các chị của hội người mù tỉnh Sóc Trăng thì cũng rất là cảm ơn thầy và các Phật tử cùng đi với đoàn hôm nay. Thì tuy là cái đường thì hết sức là xa xôi nhưng mà cũng rất là quan tâm tới các anh chị em của hội người mù tỉnh Sóc Trăng. Thì con cũng thay mặt cho các anh chị em ở đây thì cũng rất là cảm ơn với cái tấm lòng hết sức là ý nghĩa và đem sự cái chia sẻ đến cho các anh các chị hôm nay. Thì một lần nữa con cũng xin thay mặt cho các anh chị em ở đây cũng rất là cảm ơn thầy và các Phật tử cùng đi với đoàn hôm nay. Và chúc thầy thật là nhiều sức khỏe, chúc các Phật tử cùng đi với đoàn hôm nay thật là nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong công việc. Xin cảm ơn. Dạ, xin tiếp tục giới thiệu cô Hà. Cô Hà cũng là người quản lý ở trong cái hội người mù này, để phát đôi lời cảm tưởng, cảm tạ tất cả Phật tử. Nam mô Di Đà Phật. Kính thưa thầy, kính thưa quý anh chị Phật tử có mặt hôm nay. Em tên là Phan Thị Ngọc Hà, nhiệm vụ là làm kế toán ở hội người mù này, thay mặt cho các anh em ở đây. Cảm ơn quý anh chị, quý thầy. Cảm ơn thầy, cảm ơn quý anh chị đã tới hội. Thứ nhất là viếng thăm, thứ hai nữa là có một phần quà nho nhỏ giúp đỡ cho người mù. Em xin thành thật cảm ơn. Cảm ơn thầy. Thầy xin trao tặng cho hội người mù ở tại Sóc Trăng một bài thơ thầy viết từ nước Úc. Mỗi năm đi giúp trại mù, tuy là tâm tôi cần cù làm nhang, đáng thương cái kiếp mù lòa, đến đây cảm động lệ nhòa bờ. Qua chia sẻ tình thương, tấm lòng nhân hậu tha hương gửi về cùng chung dân tộc Việt Nam, không phân tôn giáo việc làm thiện tâm. Quê ta còn khổ còn nghèo, người già bệnh tật treo leo một mình,
món quà Phật tử Việt Nam. Lời thơ chăng chưa đụm câu ân tình, đường xa chẳng ngại khó khăn, giúp công giúp của giúp bằng từ tâm. Từ bi bác ai thương đời, tấm gương nhân hậu sáng ngời muôn năm. Làm người phải biết thương người, bát cơm viên thuốc nụ cười trên môi. Rồi. Rồi, nghe được không? Cảm tưởng coi, cảm tưởng bài thơ coi được mấy điểm. À, thật tình mà nói, con nghe thầy ngâm bài thơ này con cũng rất là xúc động, tại vì nói cũng đúng cái tâm trạng của mấy anh chị em ở đây. Xin thầy lại một bài thơ để kỷ niệm. Rồi xin cho tặng bài thơ lại luôn. Cảm ơn thầy. Để lại kỷ niệm nha. Cảm ơn quý anh chị đã thông cảm mấy anh em ở đây. Tại một sức chân nè. Rồi, cho chàng pháo tay. Rồi, bắt đầu tiếp tục chúng ta phát quà nha. Rồi bây giờ chương trình phát quà dạo ở trong thành phố, hội bó nhang là chỉ có 20 ngàn tiền Việt Nam. Đó, vậy thì giờ phút này chúng tôi hướng dẫn đoàn Việt Nam và ở Âu Châu sẽ ủng hộ tất cả cái buổi nhang hôm nay sẽ thỉnh hết. Rồi để về trước này là các Phật tử thắp Phật, sau nữa là để ủng hộ cho hội người vùng, một số tỉnh tài bạn bà mua thức ăn, mua thuốc uống. Vậy chúng tôi xin kính trình lên chư tôn đức, kính trình lên các nhà hảo tâm mạnh thường quân ở tại Úc và Việt Nam cùng khắp nơi để hưởng ứng ủng hộ. Trong những năm tới chúng ta sẽ tiếp tục vận động tài trợ giúp cho cái hội người mù này được có một cuộc sống tốt đẹp hơn, an lành hơn. Nam mô A Di Đà Phật. Xin chào các bạn.
Rồi vậy là buổi giờ nhang hôm nay là đem dụng hậu hết một số là đem về một số là xin tặng lại tiếp tục bán cây quỷ. Mà bán lời không có được bao nhiêu hết. Rồi thầy ủng hộ cho 10 bó nhang luôn. 10 bó nhang. Rồi ủng hộ 10 bó nhang. Rồi cho cảm ơn thầy. Cho nhang lại. Rồi 10 bó nhang này thầy bao hết. Bao xô luôn. Bao hầu hết. Rồi giờ đâu này rồi đi. Rồi quý vị đứng vô, quý vị đứng vô. Các ơi, vô. Nắng. Rồi bây giờ vô đây vô một sáng đâu. Đứng vô đi quý vị. Đâu? Chưa, còn quay với thầy lâu lâu chút đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Bạch Chư Tôn Đức. Thưa tất cả quý đồng hương Phật tử ở tại Úc Châu, tại Việt Nam như trên toàn thế giới. Đây là chúng tôi, Hội Từ Thiện Phật Giáo Úc Châu Quan Âm Thiền Tịnh, đoàn từ thiện Việt Úc phối hợp đến tại Hội Người Mù thành phố Sóc Trăng đã ủng hộ cho Hội Người Mù và mua tất cả những cái bó nhang này để về cho Phật tử cúng Phật, nhưng mà không nhận để tặng lại cho Hội Người Mù tiếp tục đi bán gây quỹ nuôi để giúp đỡ cho Hội Người Mù nơi đây có cuộc sống an lành tốt đẹp hơn. Xin kính trình chư Tôn Đức và quý Phật tử A Di Đà Phật. Vỗ tay. Rồi. Nhang đây, không có ảnh cáo chơi lại. Nhang đây. Cả bà con cũng ủng hộ nhang để giúp cho Hội Người Mù Sóc Trăng có là cơm ăn và thuốc uống, áo mặc. Chúng tôi xin vận động tất cả bà con có về Sóc Trăng ủng hộ cho Hội Người Mù. Mua những bó nhang này chỉ có 20.000. 20.000 tiền Việt Nam một bó. Con đã mua hết tất cả những phần nhang này rồi và xin tặng trở lại cho tiếp tục Hội Người Mù để bán cây quỷ mà nuôi giúp đỡ cho những mảnh đời bất hạnh ở tại quê nhà cho có một niềm vui, có một cuộc sống mới an lành hơn. Nam mô A Di Đà Phật.